Hoa nhài khô mua ở đâu là trăn trở của nhiều người khi bắt đầu sử dụng loài hoa này để chăm sóc sức khỏe. Bởi nếu mua phải sản phẩm kém chất lượng thì tiền mất tật mang, sức khỏe của người tiêu dùng sẽ bị ảnh hưởng. Hoa nhài khô mua ở đâu ư? Hiện nay, bạn có thể mua hoa nhài khô dưới hai dạng, mua trực tiếp và mua online trên mạng. Mỗi phương thức lại có ưu nhược điểm riêng mà bạn nên cân nhắc và suy xét. Hoa nhài khô mua ở đâu? Hoa nhài khô mua ở đâu? Có nên mua qua mạng không? Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ, mua bán hàng online đã trở thành xu hướng chung của toàn xã hội. Cách mua sắm này đem lại nhiều ưu điểm nổi trội, giúp người đang băn khoăn hoa nhài khô mua ở đâu nhanh chóng sở hữu sản phẩm. Tuy nhiên, cách này cũng có một số nhược điểm. Cụ thể, ưu điểm khi mua hoa nhài khô qua mạng: tiết kiệm thời gian, công sức. Người đang băn khoăn hoa nhài khô mua ở đâu sẽ không phải đi đến tận nơi để mua hàng. Thay vào đó, vào giờ nghỉ trưa, bạn chỉ cần lướt mạng mấy phút là có thể mua ngay được mặt hàng mình cần. Người giao hàng sẽ có trách nhiệm giao hàng tận tay bạn. Bạn có thể lựa chọn thanh toán khi nhận hàng hoặc thanh toán luôn qua thẻ, phù hợp với trường hợp nguồn cung ở xa người mua, mua bán. Dù nguồn cung có ở xa đến đâu, chỉ sau một thao tác nhấp chuột bạn có thể dễ dàng sở hữu món đồ mình cần. So với hoa nhài tươi, nhài khô gọn, nhẹ và dễ vận chuyển. Vì vậy, sản phẩm này đã sớm được cập nhật trên các gian hàng online. Trên mạng là câu trả lời của khá nhiều người khi được hỏi hoa nhài khô mua ở đâu, bạn có thể tìm mua. Nhược điểm khi mua hoa nhài khô qua mạng: phương thức mua hoa nhài khô qua mạng cũng còn tồn đọng một số hạn chế nhất định. Đó là người mua không thể kiểm nghiệm được chất lượng của sản phẩm trước khi đưa ra quyết định. Tất cả những gì họ được cung cấp chỉ là một vài bức ảnh, kèm với lời mô tả của chủ cửa hàng, để tối ưu hóa tiện ích. Các nhà xây dựng hệ thống có cập nhật thêm phần đánh giá của người mua sau khi tiêu dùng sản phẩm. Vậy nhưng phần đánh giá này vẫn còn tồn đọng nhiều tiêu cực. Thứ nhất, thời gian để người mua đánh giá quá ngắn, nhiều khi họ chưa kịp dùng kỹ sản phẩm. Thứ hai, phần nhận xét này hoàn toàn có thể dựng ảo. Vì thế, trong nhiều trường hợp, người mua sẽ nhận được mặt hàng không đúng như chủ của hàng giao bán. Như vậy, mua hoa nhài khô trên mạng chưa chắc đã đảm bảo an toàn 100%. Bên cạnh đó, khâu đổi trả cũng tương đối rắc rối. Trong nhiều trường hợp, bạn phải ra tận đơn vị chuyển phát hàng để trả hàng và chịu chi trả tiền phí giao nhận. Do đó, nhiều người thường chấp nhận thua thiệt thay vì trả lại hàng. Mua hoa nhài trực tiếp có ưu nhược điểm gì? Nếu chưa tin tưởng các dịch vụ mua hàng qua mạng, người đang băn khoăn hoa nhài khô mua ở đâu có thể tiến hành mua hoa nhài khô trực tiếp tại các cửa hàng bán đồ khô, mua tại các cửa hàng bán thuốc hay tại các đại lý phân phối uy tín. Tại đây, bạn sẽ được trực tiếp cầm nắm sản phẩm, đánh giá cụ thể. Thậm chí, tại một số cửa hàng, người chủ còn cho phép khách hàng được dùng thử sản phẩm. Ưu điểm của mua hoa nhài trực tiếp với phương thức này: chất lượng và giá hoa nhài khô được đánh giá minh bạch hơn. Hơn nữa, người đang băn khoăn hoa nhài khô mua ở đâu cũng có địa chỉ cụ thể để bắt đền nếu có sự cố xảy ra. Chính vì các ưu điểm vượt trội này, cách thức mua hàng trực tiếp vẫn được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Mặc dù cơn bão mua sắm online có kéo qua, bạn nên đến cửa hàng nếu muốn xem sản phẩm trực tiếp. Nhược điểm khi mua hoa nhài trực tiếp: mua hàng trực tiếp cũng có vài điểm không thuận lợi, đó là mất thời gian và công sức. Nhất là khi chưa quen mặt hàng, bạn sẽ mất khá nhiều thời gian đi từ cửa hàng nọ sang cửa hàng kia, so sánh giá cả, đánh giá chất lượng. Trong khi đó, mua hàng online sẽ có một gian hàng ảo, để bạn cân đo đong đếm các sản phẩm với nhau. Để tiết kiệm thời gian hơn, bạn có thể ghi ra danh sách các cửa hàng bán nhài khô quanh khu vực mình sinh sống và đi lần lượt theo một dòng. Như vậy, bạn sẽ tiết kiệm khá nhiều thời gian và công sức khảo sát giá. Ngoài ra, bạn cũng nên tham dự các hội chợ về trà. Tại đây, bạn sẽ không băn khoăn hoa nhài khô mua ở đâu nữa vì có thể tìm thấy vô vàn cửa hàng bán hoa nhài khô uy tín, chất lượng, giá thành tốt. Tạm kết, hoa nhài khô mua ở đâu không phải là vấn đề quá khó trả lời. Bạn có thể mua hàng trực tiếp hoặc online dựa trên chính nhu cầu của mình. Kiên trì sử dụng nhài khô mỗi ngày, bạn sẽ đạt được nhiều lợi ích thiết thực về mặt sức khỏe, tinh thần. Tác dụng của hoa nhài khô không những đã được chứng minh qua các khảo sát, nghiên cứu mà đã được khẳng định qua nhiều trường hợp cụ thể. Nếu đang băn khoăn hoa nhài khô mua ở đâu thì bạn nên đến mua hoa nhài khô trực tiếp trong những lần mua đầu tiên. Sau đó, khi đã xác định được chất lượng sản phẩm thì bạn có thể đặt hàng trực tiếp tại website của công ty.
Đây cũng là cách được nhiều người áp dụng để giảm thiểu rủi ro khi mua hàng và không cần băn khoăn qua nhài khô mua ở đâu nữa. Qua nhài khô mua ở đâu? Trên mạng hay thực tế đáng tin hơn? Qua nhài khô mua. Bởi nếu mua phải sản phẩm kém chất lượng thì tiền. Editor Stretin.